Đúng lễ Vu Lan 15 tháng 7 âm lịch, năm con giáp trúng số bất ngờ, mua nhà tặng cha, sắm xe tặng mẹ, tận tâm báo hiếu. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp bạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À quý vị thân mến, cổ nhân có câu, không ai giàu ba họ, cũng chẳng có ai khó ba đời. Bước vào mỗi giai đoạn khác nhau thì cái thiên vận cũng có cái sự luân chuyển xoay chuyển đem đến cho mỗi con giáp cái vận trình cũng khác biệt hoàn toàn. Nay đỏ, mai đen, nay giàu, mai nghèo, đó là cái chuyện bình thường của cái kiếp nhân sinh. Tuy nhiên, vận thì tại thiên mà hành sự thì là tại nhân, biết cải mệnh sẽ làm chủ được cái cuộc đời của mình. Dù có may mắn thuận lợi thì cũng luôn cố gắng, nếu mà gặp khó khăn vất vả thì càng nỗ lực để vươn lên như một cây tre hùng dũng đứng hiên ngang trong cái bão tố khiến cho bao người phải trầm trồ và ghen tị. Và đây là những điều mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn về năm con giáp có cơ hội trúng số đặc biệt trong cái ngày 15 tháng 7 âm lịch đúng cái lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ. Những người này nhờ làm ăn ở hiền lành, lương thiện, lại có tâm có đức. Và tử vi học cũng có nói đây là cái thời điểm chín mùi để cho năm con giáp này nắm trong tay cái lá bùa hóa giải cái vận hạn nói chung ấy thẳng bước tiến đến cái con đường đổi đời làm giàu, vượt lên khỏi cái sự nghèo khó, tiến tới cái đỉnh vinh quang của sự giàu có phú quý và bình an. Vậy thì đó là những con giáp nào và cái vận trình của những tuổi này có những diễn biến ra sao? Cụ thể sẽ được tử thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên xin được chúc mừng những người tuổi sửu. À, quý vị thân mến, tuổi Sửu là con giáp có tầm nhìn dài hạn, nhưng cũng rất nhạy cảm, thích mạo hiểm. Họ sử dụng những cái thách thức khác biệt để đạt được những cái điều mình mong muốn. Tuy nhiên, ngay cả đối với những cái lý tưởng của mình, họ vẫn sẵn sàng thay đổi, chấp nhận cái rủi ro trong cuộc sống. Họ là những người giàu nghị lực và lao động, không biết mệt mỏi, không phấn đấu hết mình cho sự nghiệp thì cũng gì, phấn đấu hết mình cho cuộc sống gia đình. Hầu như những người tuổi Sửu đều thích cái cảm giác an toàn. Tuy nhiên, một lúc nào đó họ sẽ có thể chấp nhận cái sự mạo hiểm để mà à, cái sự nghiệp của mình nó được tiến triển tốt hơn. Những người tuổi Sửu cũng là con giáp biết cách thu hút cái vận may và cái ngày rằm tháng 7 âm lịch năm 2024 ấy thì nói chung ấy, những người tuổi Sửu cũng sẽ cực kỳ may mắn mang lại cho bạn một cái thời gian là hạnh phúc tràn trề. Và trong thời gian này, quý vị hãy nếu mà có một cái mùi hương yêu thích ý, thì quý vị hãy sử dụng nó thường xuyên để tăng thêm cái cảm giác tự tin cho mình, quý vị nhé. Ở à, trong thời gian này thì nói chung ý, cái vận trình tài lộc của những người tuổi xíu cũng gì gắn liền với các hoạt động kinh doanh, buôn bán liên quan đến tiền bạc nhiều hơn. Đặc biệt là các khoản vay hay là cho vay. À, các bạn sẽ mở ra những cái cánh cửa cho chính mình mà không nhận ra nó đang mang lại cho các bạn những cái vùng đất kỳ diệu và may mắn đến mức nào. Nếu những người tuổi sửu làm việc tại các ngân hàng hoặc là có nghiệp vụ cho vay, thì các bạn sẽ càng gặp nhiều cái may mắn hơn. À, thưa quý vị, công việc cực kỳ thuận lợi lại gặp nhiều cái khách hàng uy tín. Thời gian tới cũng sẽ giúp cho những người tuổi sửu có những cái sự đột phá, trở nên giàu có thịnh vượng hơn. Cái năng lượng tích cực cũng sẽ ban phước cho những ai mà muốn có được cái cuộc sống, có được cái cơ hội để mà gia tăng cái sự giàu có cho mình. Và đặc biệt cái ngày 15 tháng 7 âm lịch ấy, chỉ cần các bạn cẩn thận với cái số tiền và làm tốt cái công việc của mình thì chắc chắn quý vị cũng sẽ đổi đời giàu có, sắm nhà, tậu xe, đấy, tặng cha tặng mẹ để báo hiếu Vu Lan. Cũng như là gì? Có được một cuộc sống giàu sang phú quý đến tận cuối năm. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tâm hợp quý nhân, tị, dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi sửu quý vị nhé. À, tiếp theo con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn trong ngày rằm tháng 7 đó chính là những người tuổi Tuất. À, thưa quý vị, những người tuổi Tuất là những người vô cùng đáng tin cậy. Họ thường là những cái còn là người có chuyên môn cao, luôn quan tâm đến trách nhiệm của mình. Ngoài ra, à những mẫu người này dường như là không bao giờ có ý định làm cái điều gì xấu với người khác họ làm mọi thứ rất là nghiêm túc riêng về cái việc tiền bạc thì những người tuổi tuất tính toán rất là cẩn thận họ không muốn lãng phí chỉ vì cái sự thiếu hiểu biết của mình điều đó không có nghĩa là họ là những người keo kiệt ngược lại họ khá hào phóng và thích giúp đỡ những người khác tuy nhiên cái tính cách của những người tuổi tuất có phần bảo thủ ngại nhờ vả những người khác giúp đỡ vì họ sợ lại bị lợi dụng. À, thưa quý vị, đặc biệt của những người tuổi tuất là nếu như mà họ cứ nhắc đi nhắc lại suy nghĩ của mình ấy, thì họ lại rất hay lo lắng, suy tư trong cái mọi tình huống có thể xảy ra trước một cái sự việc và luôn quan tâm đến những cái điều nhỏ nhặt. Đôi khi họ tự đưa mình vào cái rắc rối và không thể thoát ra và khi đó rất cần một ai đó kéo họ ra khỏi những cái rắc rối đó. Nói chung những người tuổi Tuất nên chú ý đến cái suy nghĩ của mình và cái hành động của mình trong thời gian tới. Đặc biệt là đúng rằm tháng 7 âm lịch trong cái lễ Vu Lan thì quý vị hãy nhớ rằng các bạn là chủ nhân của số phận của mình tại cái thời điểm này. Những cái điều tuyệt vời nhất là các bạn thì biết cách thu hút cái vận may đến với mình bất kể hoàn cảnh xấu ở trong cái hiện tại đấy cái điều này có nghĩa là nếu như mà những người tuổi tuất đang cố gắng thể hiện cái điều gì đó thì lúc này các bạn đã sẵn sàng tập trung tối đa cái năng lượng à, tương tự những cái suy nghĩ và cái ý định tiêu cực của các bạn cũng có thể tạo ra cái thứ gì đó độc hại cho tương lai vậy nên quý vị đừng có tạo ra cái sự bi quan cho mình nếu không ấy, thì các bạn dễ phải hối tiếc à, nói chung ấy khi mà các bạn cầu được ước thấy có nghĩa là chỉ nên tập trung vào cái công việc tích cực mà thôi vì bất cứ cái điều gì mà các bạn nghĩ đến thì có thể nhân lên nhiều lần nếu như mà các bạn có thời gian rảnh hãy đi nghỉ ngơi vài ngày trong tuần. Ngay cả một chuyến đi du lịch ngắn ngày cuối tuần cùng với nửa kia cũng sẽ cải thiện cái tinh thần và lấp đầy cái lo lắng của các bạn. Và khi quay trở về thì các bạn cũng sẽ có đủ thời gian để tạo ra một cái năng lượng mới, tạo ra một cái không khí hứng khởi và có được một cái thu nhập tốt hơn. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận may cho mình và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thì những người tuổi tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, để được trợ mệnh hộ thân quý vị nhé. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Hợi. À thưa quý vị, những người tuổi Hợi là những người vui tính và cực kỳ là thú vị. Đó là những cái từ ngữ quen thuộc khi mà người ta nói đến tính cách của những người tuổi Hợi. Những người này thường có cái à, hành động vui nhộn, hài hước, gây cười cho mọi người. Thậm chí kể cả khi cái cuộc đời của họ bước vào cái giai đoạn khó khăn thì họ cũng không quên đi cái thói quen mang lại tiếng cười cho người khác dường như khi ở bên những người tuổi hợi thì các bạn sẽ có cảm giác như là chỉ có duy nhất bạn còn đang tồn tại ở trên thế giới này họ rất biết cách làm cho người khác cảm thấy uh, quan trọng và trở nên hạnh phúc hơn tất nhiên thì họ không chỉ thích những nụ cười họ cũng là những người có giác quan nhạy cảm với mọi thứ diễn ra xung quanh mình và cũng đam mê theo đuổi cái cuộc sống đẳng cấp họ khắt khe với bản thân và sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được cái mục tiêu của cuộc sống không những thế hào phóng và hiếu khách cũng là cái đức tính đáng quý của những người tuổi hợi họ rất là thích tặng quà cho bạn bè người thân vì họ thực lòng quan tâm đến những cái người đó những người tuổi hợi không chỉ dũng cảm mạnh mẽ mà còn là những người khiêm tốn họ thường được mọi người ngưỡng mộ tôn trọng vì cái sự thánh thiện và cái tính cách trung thực của mình dù là những người tuổi Hợi đang làm công việc công ăn lương hay là làm chủ thì cái may mắn của các bạn cũng sẽ tìm đến, đặc biệt trong cái ngày rằm tháng 7 âm lịch, những người tuổi Hợi cũng sẽ sẵn sàng có một số cái hoạt động tương tác thú vị chất lượng đối với mọi người. Đối với một số những người tuổi Hợi ấy, thì cái sự may mắn tài lộc sẽ đến khi mà các bạn đam mê các hoạt động chăm sóc bản thân. À, thời gian này thì quý vị cũng nên dành cái thời gian cho bản thân và những người mình thân yêu sau đó dùng năng lượng tạo ra một cái nguồn năng lượng tích cực để dồn sức vào công việc đảm bảo định hướng sự nghiệp của các bạn trong thời gian tới cũng sẽ phất lên như diều gặp gió không ai sánh bằng tin chắc rằng những thang thắng lợi mà những người tuổi hợi đem về trong thời gian này thì cũng hoàn toàn nằm trong tầm tay của những người tuổi hợi à, nói chung ý, các bạn hãy cứ gì thoải mái cái tâm trí và tích cực hoạt động trong mọi phương diện để có được cái sự may mắn đến với mình công danh sự nghiệp thì đều phát triển ổn định tình duyên thì viên mãn đây quả là một cái ngày mà đáng mong chờ đối với những người tuổi hợi vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi đó là con giáp may mắn thứ ba à, tiếp theo con giáp may mắn thứ tư mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi ngọ à, quý vị thân mến trời sinh những người tuổi ngọ là những người siêng năng chăm chỉ trong những năm đầu đời thì họ lao động miệt mài vất vả để xây dựng nên cái nền tảng cho tương lai với công việc thì họ luôn hừng hực khí thế phát huy hết cái khả năng để đạt được cái mục tiêu của mình những người cầm tinh con ngựa là những người có tính cách vui vẻ năng động nhiệt tình và nhạy bén họ vốn có cái tính cách lương thiện sẵn sàng giúp đỡ những người khác nên là cũng được mọi người xung quanh yêu mến nể trọng vốn là những người mạnh mẽ nhanh nhẹ những người tuổi ngọ luôn biết cách để nắm bắt lấy cái cơ hội để có cuộc sống được thuận lợi hơn nhờ đó mà tốc độ phát triển cuộc sống sự nghiệp của những người tuổi ngọ cũng được đẩy nhanh cùng với sự yêu mến mọi người khiến cho những người tuổi ngọ Ngày càng có thêm nhiều bạn bè hơn. Bên cạnh đó, cái vận may nó ảnh hưởng tích cực đến tài lộc của những người tuổi Ngọ trong thời gian tới, đặc biệt là đúng rằm tháng 7 âm lịch. Và quý vị, đây cũng là một cái tin tuyệt vời. Đấy, mà là một cái tin tốt mang lại cái sự may mắn cho những người tuổi Ngọ và những người tuổi Ngọ trong thời gian này cũng được hưởng rất nhiều cái lợi nhuận. Và trong cái chuyện buôn bán kinh doanh làm ăn và bản mệnh có thể gì mang những cơ hội đó để chia sẻ cho những người xung quanh nếu các bạn đang còn vấn đề gì trong cuộc sống hay là những vướng mắc ở trong thời điểm hiện tại thì chỉ cần quý vị gì có một cái suy nghĩ tích cực và hành động một cách tích cực thì cũng có thể hoàn toàn là có thể là vượt qua được bên cạnh đó nói chung ấy quý vị cũng gì cần phải có một cái năng lượng tích cực hãy gì à, tập trung vào công việc để có được một cái kết quả tốt hơn vì vậy các bạn đừng có mà gì nghĩ đơn thuần chỉ là gì tự làm mà được quý vị nên là chia sẻ những cơ hội cho mọi người nhiều hơn để tăng cường thêm cái sự may mắn cho mình quý vị nhé vậy nên trong thời gian này để tăng cường thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi ngọ cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ đó là con giáp may mắn thứ tư tiếp theo vị trí thứ năm không ai khác đó chính là những người tuổi mão thưa quý vị mão theo quan niệm của người việt đó chính là hình ảnh con mèo đây là một con vật khá hiền lành và rất gần gũi với con người trong 12 con giáp thì mão là con vật đứng thứ tư vì thế 12 thời thần của những người tuổi mão sẽ là gì 5 đến 7 giờ sáng mèo được xem là các bậc thầy của hổ trong cái truyền thuyết nhưng sau đó lại bị hổ phản lại. Chúng là cái loài động vật rất thông minh và trung thực. Những người tuổi mão có cái tính cách vui vẻ và có cái khí chất đấy. Họ thực hiện công việc đa dạng một cách là đáng kinh ngạc. Chỉ thì chỉ trong một cái phần thời gian ngắn khiến cho ai cũng phải kinh ngạc về cái tính cách của những người tuổi mão. Thì quý vị đầu tiên thì chúng ta nhắc đến cái sự nhạy cảm và cái 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 cảnh giác cao độ. Khi bắt đầu một cái việc gì đó thì họ cũng đều suy nghĩ một cách thận trọng rồi mới bắt đầu đi vào hành động. Vì thế, để phát hiện ra sai lầm của họ là cái điều không hề dễ dàng. Họ là những người khá là thông minh và có những cái suy nghĩ trước cho tương lai. Có thể đoán trước được cái điều gì đã xảy ra và đang xảy ra. Ngay cả trong những cái mối đe dọa với họ thì họ là những người mà có thể thay đổi cái cách sống để đạt được cái mục đích của mình. Cụ thể, nếu mà cái cách này không được ấy thì họ sẽ ngay lập tức tìm cái phương án khác để mà thay thế. Thậm chí là phải gì thử nhiều cách đi chăng nữa cái mục đích cuối cùng của họ vẫn là mong muốn giải quyết cái vấn đề nhanh chóng tốt đẹp nhất phần lớn những người tuổi mão thì đều là những người hiền hòa lễ phép và làm cho những người khác có cảm giác là tự nhiên thoải mái khi mà tiếp xúc với mình hầu hết những người tuổi mão không bị ai ghét bỏ không bị ai chê bai ngược lại họ được rất nhiều người yêu mến những người tuổi mão có cái niềm say mê lớn đối với cái đẹp bẩm sinh họ thích yêu nghệ thuật chính vì thế à, có thể thấy được họ là những người mà khá bình tĩnh và luôn có tìm đến cái sự hưởng thụ bất chấp mọi người kêu ca về những cái rắc rối trong thời gian này đặc biệt là cái tháng cô hồn này thì những người tuổi mão vẫn tìm thấy cái tài lộc cho mình vào đúng rằm tháng 7 âm lịch bằng cái việc cải thiện cái vận may trong cuộc sống thời gian này các bạn cũng sẽ à, gì xuân sẻ hơn trong cái cuộc sống cũng như là trong công việc và đẩy mình vào những cuộc phiêu lưu thoải mái cái vận may của những người tuổi mão trong thời gian này à, liên tiếp gặt hái được những thành công nhất định nó liên quan mật thiết với những cái con số đặc biệt à, trong thời gian này thì quý vị có thể là gì thử sức thử cái vận may của mình hãy mở rộng quy mô kinh doanh làm ăn của mình và bên cạnh đó tích cực giao lưu gặp gỡ nhiều hơn à, đặc biệt những người làm công ăn lương trong thời gian này cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ và gặp được nhiều cái may mắn đi đến với mình vì vậy quý vị đừng mà có mở e ngại, đừng có mà trần trừ nhé. À, cái gì làm được thì nên làm luôn. Bên cạnh đó, những người kinh doanh buôn bán làm ăn thì cũng thu hút được cái vận may đến với mình. Khách hàng thì cứ nườm nượp kéo đến, đôi khi đuổi cũng không hết. Hàng hóa thì bán sạch kho. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão. Đó là con giáp may mắn thứ năm. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày rằm tháng 7 âm lịch, ngày Vu Lan Báo Hiếu. Và trong ngày rằm tháng 7 âm lịch chúng ta sẽ có 5 con giáp được trời thương Phật tộ. À, gì? Nhờ có ăn ở Phúc Đức mà được gì được lộc trời cho đó là những tuổi sau một là những người tuổi sửu hai tuổi tuất ba tuổi hợi bốn tuổi ngọ và năm là những người tuổi mão à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau à, xin cảm ơn.